Hello anh em, trên tay mình đây chính là siêu phẩm của tablet năm nay. Kẻ thách thức mọi tablet đến từ Android, iPad Pro M41 inch. Có thể nói thì năm nay Apple đã mang tới cho người dùng hết bất ngờ này tới bất ngờ khác với một cái siêu phẩm công nghệ như này. Và một lần nữa khẳng định cái ngôi vương của mình trong cái mảng tablet. Và để không mất thời gian của anh em nữa, đây sẽ là một video trên tay và đánh giá nhanh chiếc iPad Pro M41 inch này. Và chào mọi người từ Big Bang Channel. Đầy đủ các bước thì đi qua phần hộp và phần phụ kiện trước. Thì năm nay thì cũng chưa bóc mà chỉ cần cầm hộp thôi thì mình cũng đã thấy bất ngờ rồi. Phải nói là nó rất là nhẹ, thậm chí là nhẹ hơn khi mà mình so sánh với cái hộp đựng Magic Keyboard cơ. Thế nhưng thì để mà sở hữu chiếc hộp này thì số tiền bỏ ra nó sẽ không hề nhẹ đâu nhá. Khi mà cái mức giá của con iPad Pro M41 inch bản Wi-Fi này, bộ nhớ tối thiểu là 256GB thôi thì cũng đã rơi khoảng tầm là 28 triệu, tức là đang ngang ngửa so với một chiếc iPhone 15 Pro Max. Còn cái phiên bản 5G, tức là cái phiên bản có eSIM ấy, thì nó sẽ chênh nhau khoảng tầm là 5 triệu cơ, nó sẽ rơi khoảng tầm là 33 triệu bằng giá so với cái phiên bản là Wi-Fi, bộ nhớ trong là 512GB. Thì đây cũng chỉ là cái mức giá gọi là học sinh sinh viên thôi, nhưng mà sinh viên của người ta sẽ là sinh viên RMIT, nên là tất nhiên thì không phải ai cũng có đủ điều kiện để mà mua và dùng được. Nhưng mà đủ thì cứ lên thử là trải nghiệm xem nhá. Không thì chọn cái phiên bản là Pro M1 hay là M2 thôi thì mình thấy cũng gọi là đã đủ dùng rồi. Còn giờ thì đi vào bên trong hộp thì ngoài cái đống giấy hướng dẫn linh tinh ra thì chúng ta vẫn có cái củ sạc và các sạc điện dù kèm theo nhá. Máy bản màu nào thì sẽ có các sạc dây màu đó. Kiểu là máy trắng thì dây nó sẽ trắng, với lại máy đen thì dây nó sẽ đen. Còn củ sạc thì sẽ luôn luôn là màu trắng. Và có vẻ là nó sẽ hơi lệch tông nếu mà lấy cái bản màu đen ở đây. Có một cái thay đổi ở đây ấy, là trong cái hộp iPad năm nay ấy, thì không còn những miếng dán logo hình táo khuyết nữa. Và Apple cho biết thì đây cũng là một cái động thái gọi là góp phần bảo vệ môi trường mà thôi. Thì cũng lại là câu chuyện là bảo vệ môi trường nữa đấy. Không biết là sau này họ còn cắt giảm đi cái gì nữa không. Bây giờ cái quả táo khuyết để mà dán kèm mà người ta cũng cắt nốt rồi. Và quay lại với nhân vật chính thì cầm trên tay lần đầu ấy thì mình thực sự rất là bất ngờ. Ngay từ ngày mà giới thiệu ấy thì Apple cũng chỉ nói đây là cái sản phẩm mỏng nhất của Apple từ trước tới nay. Nó sẽ mỏng hơn cả con iPad Air, thậm chí là cả iPod Nano nữa. Như là cái phiên bản 11 inch trên tay mình đây thì nó cũng chỉ mỏng là 5.3mm và nặng là 444g. Một con số quá là ấn tượng với một chiếc tablet như thế này. Và nhìn thôi thì cũng đã thấy mỏng rồi, nhưng mà trên tay ấy, cảm giác của nó phải nói còn khác hơn cơ. Cầm trên tay thì mới thấy là nó vừa mỏng này, nó vừa nhẹ này. Và nếu mà để mà diễn tả hết ấy thì ví dụ như là trong hè nóng như này ấy, thì anh em có thể cầm chiếc iPad này và quạt như này ấy, thì cho đỡ nóng cũng gọi là được. Cũng đùa thôi chứ nếu mà quạt kiểu này ấy, mà lỡ tay một cái là màn nó cong đi một chút là đi luôn gần 30 triệu. Khuyến cáo thì anh em không nên làm theo như mình như này nhá. Và để mà đạt được cái độ mỏng nhẹ như này ấy, thì Apple cho biết là cũng đã cải thiện cái hệ thống tản nhiệt ở bên trong, đồng thời là tận dụng luôn cái logo quả táo khuyết ở đằng sau này để mà tản nhiệt cho nó hiệu quả hơn. Nhờ đó thì iPad nó sẽ mỏng hơn nhưng mà vẫn đảm bảo khả năng hoạt động ổn định của chip M4. Và nó mỏng hơn nhưng mà nó rất chắc chắn nhá, hoàn thiện tới từng chút một tới từ Apple luôn. Về thiết kế thì chiếc iPad Pro M41 inch ấy gần như là không khác gì so với phiên bản là M2 2022 cả. Nó vẫn có cụm camera vuông nhưng mà hiện giờ thì nó chỉ có một camera thay vì là hai camera như là trước đây. Thay đổi đáng chú ý ở phần thiết kế này ấy, đó chính là việc camera trước được đặt theo cái chiều ngang và nó sẽ phù hợp với thói quen của đại đa số người dùng máy tính bảng bây giờ hơn. Về màn hình thì nó cũng vẫn thế, nó không mỏng hơn so với người tiền nhiệm và không mỏng bằng nhiều máy tính bảng Android khác, nhưng mà có lẽ như vậy cũng gọi là đủ rồi. Nói chung là cái phong cách thiết kế của iPad ấy thì nó cũng kiểu là đã chạm tới cái giới hạn rồi ấy. Mỏng nhẹ như này thì có thể coi là cũng là một cái thay đổi rất là lớn và đáng giá nhất rồi. Về các mặt khác như là phần màn hình thì năm nay Apple gọi cái màn hình của con iPad Pro 2024 này đó chính là Ultra Retina Tamband OLED. Thì đây là một cái tấm LED kép được thiết kế đặc biệt để mà đạt mức độ sáng vô cùng ấn tượng là 1000 nit khi mà hiển thị các nội dung HDR và có thể là pick lên tới là 1600 nit. Độ phân giải thì cũng chỉ dừng ở Full HD Plus thôi chứ không được như là 2K hay là 4K như là các dòng tablet Android. Nhưng mà thực sự thì cái trải nghiệm của mình ấy vẫn đang là quá tốt đi. Tấm nền mới cho cái hình trong và sắc nét hơn nhiều. Và độ tương phản hay là màu đen sâu ấy thì vẫn tốt. Cảm giác nó khó để mà soi được cái điểm pixel ở đây. Và ở đây thì vẫn là một cái màn hình 120Hz để mà có thể đảm bảo được cái độ mượt mà nhất có thể nhá. Về hiệu năng thì chắc chắn rồi, sẽ được trang bị con chip M4 là con chip mạnh nhất trên một thiết bị di động của Apple cho đến hiện tại. Có một điểm là với những cái phiên bản 256 hoặc là 512 ấy, thì con chip M4 này nó chỉ có là 9 CPU thôi. Còn cái phiên bản 1TB hoặc là 2TB thì mới có đầy đủ là 10 CPU. Thế nhưng thì như thế thì cũng gọi là đủ để mà hiệu năng của chiếc iPad Pro này nó đạt ngưỡng cao chóng mặt rồi. Như trong cái bài test Geekbench 6 thì điểm số dễ dàng đạt tới mức là 3.700 điểm đơn nhân và hơn 13.000 điểm đa nhân. Còn với cái bài test AnTuTu ấy thì có thể là đạt được cái mức là hơn 2,5 triệu điểm. Trong đó thì 9
chính cho CPU thôi thì cũng đã đạt được hơn 1 triệu điểm rồi. Điều đó cho thấy rằng là con chip M4 này nó không chỉ mạnh mà còn thể hiện cái việc mà Apple họ đang tối ưu khoản tản nhiệt rất là tốt đối với một chiếc tablet mỏng chỉ có 5,3mm như thế này. Nó quá là đáng sợ đi. Và với cái sức mạnh khủng như này, việc mà sử dụng con iPad Pro M4 này và những việc như là xem top hay là YouTube, thậm chí là chơi game thì cũng vẫn quá là dư thừa và có phần là hơi phí phạm. Phải là làm những cái việc như là edit video 4K này hoặc là thậm chí là làm nhạc trên chiếc iPad Pro M4 này thì mới gọi là tận dụng được hết sức mạnh của em nó. Thôi với phần camera thì như mình nói ở bên trên ấy, là năm nay chúng ta chỉ có một camera góc rộng thôi chứ không còn camera góc siêu rộng nữa. Tính ra thì cũng gọi là cải lùi đấy, nhưng mà thực tế thì vẫn có phần hợp lý bởi vì là camera iPad ấy thì vốn chả thể làm mà so sánh được với iPhone. Với lại thì với những người mà gọi là đủ tiền để mua chiếc iPad này ấy, thì cũng sẽ thường đi kèm chiếc iPhone mới nhất như là chẳng hạn có 15 Pro Max hoặc là bét nhất thì cũng phải là 14 Pro Max rồi. Hiện tại thì cái việc mà crop ảnh và video ấy thì cũng quá là tiện lợi nếu mà trong cùng một hệ sinh thái. Cho nên là chả tội gì phải cầm chiếc iPad này chụp ảnh, trong khi thì cầm một chiếc iPhone nó sẽ tiện lợi hơn. Về thông số camera cả trước và sau ấy thì nó không khác gì cả đâu. Khả năng chụp ảnh ở cái mức gọi là đủ thu chi tiết và màu sắc gọi là cơ bản thôi. Cuối cùng thì sẽ có một cái điều gọi là hơi ảo ở đây, đó chính là máy thì rõ ràng là mỏng nhẹ hơn nhiều, mà viên pin của nó lại lớn hơn khi mà tăng từ là 7.500 lên là 8.000 mAh. Nghe thì có vẻ là hơi vô lý đấy, nhưng mà cũng phải nói thật là lể ông Apple này trong cái khoản mà biến điều vô lý thành thật. Và do là cái viên pin của nó cũng lớn hơn, với con chip mới thì nó cũng tiết kiệm pin hơn nữa, thì chắc chắn là nó sẽ cho một thời lượng sử dụng gọi là tốt hơn rất là nhiều rồi. Nói chung thì chiếc iPad Pro M4 11 inch năm nay ấy, thì đúng là một cái siêu phẩm luôn. Với những nâng cấp về màn hình này, về pin này, về con chip M4 siêu siêu mạnh luôn. Và đặc biệt là một cái thiết kế gọi là mỏng nhẹ hơn rất là nhiều, là những cái điểm mà phải nói là cực kỳ đáng giá của chiếc iPad Pro năm nay. Chưa kể là cái thời gian tới còn được lên là iPadOS 18 với rất nhiều tính năng mới nhất, và cái hay nhất là mình thấy đó chính là cái máy tính bằng AI trên dòng iPad nữa. Và nếu mà đáng giá như thế nên là cái giá tiền của nó cũng không hề dễ chịu một chút nào. Tuy nhiên thì mình chưa thấy là ai mua iPad về mà nói rằng là nó phí tiền cả, nên là anh em có điều kiện thì cứ mua thôi. Còn mình á thì chắc là mượn làm xong review rồi trả thôi, chứ tiền đâu mà mua 28-30 triệu cơ mà, vẫn đang phải đang dùng con iPad Gen 6 ấy thôi. Vậy thì anh em nghĩ sao về dòng iPad Pro M4 11 inch này thì hãy cho mình biết ý kiến ở bên dưới comment nhé. Cảm ơn anh em lắng nghe, tạm biệt anh em.